hỏi: "Phải chăng học tập Phật Pháp quan trọng là chúng ta nên cả ngày cứ trốn trong nhà hoặc lạy Phật, niệm Phật ở trong chùa để cầu nguyện đến ngày mình giảng sanh được Phật và Bồ Tát cảm ứng tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc? Hay là chúng ta đem Phật Pháp ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình mới là quan trọng?" Đáp: "Hãy nên áp dụng Phật Pháp vào trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đừng có dùng Pháp ô nhiễm mà phải dùng Pháp thanh tịnh. Nếu con có thể thanh tịnh và không có vọng tưởng, thậm chí cũng không có dục vọng, cũng như tất cả các sinh hoạt của con đều là chánh đáng, thì đấy là Phật Pháp. Còn như con ngày ngày đều lại Phật, niệm Phật, cầu giảng sanh thế giới Cực Lạc, mà hễ thấy người thì nổi sân đùng đùng và hay gây lộn với người, thì đó cũng là vô dụng thôi. Thế là dù con có niệm Phật nhưng cũng không thể đến Tây Phương, có lại Phật cũng không thể đến Đông Phương được. Bởi vì cái nóng giận của con đã níu con lại và cái vô minh đã che lấp con mất rồi. Cho nên con phải bỏ đi các tật xấu vô minh, bỏ đi cái tánh bẩm sinh phiền não và bỏ luôn đi cái tánh nóng nảy. Con hãy dụng công ngay tại những chỗ xấu dở đó, như thế mới là dụng công thật sự."